Ít nhất 13 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn rơi cáp treo tại Italia ngày hôm qua. Đây là tuyến cáp treo phục vụ khách du lịch lên đỉnh núi Mottarone để ngắm khung cảnh của dãy Alps. Hãng tin Reuters đã trích lời giới chức địa phương cho hay cabin của cáp treo bị rơi xuống đất từ độ cao 20m, lăn nhiều vòng xuống dốc trước khi bị cây chặn lại. Những người đi bộ đường dài ở gần đó đã nghe thấy một tiếng rít lớn ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Thông tin ban đầu là vụ tai nạn được cho là do một trong những đoạn sợi dây của cáp treo bị đứt. Trong số các nạn nhân bị thương nặng có 2 trẻ em đã được trực thăng đưa đến một bệnh viện nhi ở thành phố Turin gần đó, và một số nạn nhân thì đã được tìm thấy bị mắc kẹt trong cabin cáp treo trong khi những người khác bị văng ra cánh rừng ở phía bên dưới. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải ra lệnh sơ tán hàng nghìn người dân khỏi thành phố Goma sau khi núi lửa Nyiragongo đã phun trào tạo thành dòng nham thạch rất lớn. Hình ảnh được ghi lại bằng máy bay không người lái cho thấy là một vệt nham thạch khổng lồ từ vụ phun trào núi lửa đã bao phủ hàng trăm ngôi nhà ở miền đông của nước này. Dòng dung nham phun trào từ tối ngày thứ Bảy tuần trước đã biến bầu trời đêm thành một màu đỏ rực. Hàng nghìn người đã bị mất nhà cửa và hiện phải sơ tán về biên giới với nước láng giềng Rwanda. Thành phố Goma bị mất điện trên diện rộng, liên lạc điện thoại bị gián đoạn, khiến cho việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Giới chức địa phương hiện chưa thể thống kê được số người thương vong trong vụ việc này. Ít nhất 248 người Palestine đã thiệt mạng và 1.000 ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza. Hai bên đã thỏa thuận một lệnh ngừng bắn vào hôm 20 tháng 5 và hiện người dân ở dải Gaza đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, nơi mà chỉ mấy ngày trước đó thôi vẫn còn là ngôi nhà cho cả họ và gia đình. Thị trấn Beit Hanau, phía bắc dải Gaza. Ngôi nhà của anh Rames đã bị phá hủy hôm thứ Tư, chưa đầy 4 năm sau khi anh cùng gia đình chuyển đến vào năm 2017. Hiện Rames và 16 người khác sống trong tòa nhà này phải đi tá túc rải rác ở nhà người quen. Không chắc lần này họ sẽ vô gia cư trong bao lâu. Đây là ngôi nhà mà chúng tôi thuê bằng tiền hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Trước đó, từ sau xung đột ở dải Gaza vào năm 2014 cho đến năm 2017, chúng tôi phải sống trong các đoàn lữ hành, cuộc sống rất khổ sở. Giờ lại mất nhà tiếp, mong các tổ chức quốc tế giúp đỡ để chúng tôi xây dựng lại nhanh chóng. Thiệt hại còn ập đến nhà của anh Nader, một vận động viên điền kinh. Đây cũng là ngôi nhà thứ hai của anh Nader trong vòng chưa đầy 5 năm. Tôi chỉ là một dân thường, là một vận động viên, chẳng liên quan gì đến cuộc xung đột. Vậy mà hôm đó người ta gọi tôi vào lúc 3 giờ sáng, nói là hãy di tản ngay lập tức bởi vì họ sẽ đánh bom vào nhà tôi. Chúng tôi không thể cứ vài năm lại đi xây lại nhà mới được. Hiện mới chỉ có các công nhân và tình nguyện viên của thành phố đi dọn dẹp các đống đổ nát. Điều còn lại từ hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại. Đối với những người dân mất nhà ở đây, lựa chọn duy nhất là chờ xây dựng lại, hoặc ít nhất là một khoản tiền hỗ trợ cho phép họ thuê một ngôi nhà khác.